Chó cắp xe tao. Má không có chìa khóa luôn. Rồi đâu chạy thoát đi. Thoát thân. Có đồng đội. Má. Hai thằng cắp xe. Rồi hai mày chạy thoát đi. Chạy thoát thử đi. Tao nạn nhân nè. Rồi thêm này nữa, con chó này nữa. Rồi đâu hai mày chạy thoát thử đi. Gì? Hai mày ngồi lên thôi. Phản ứng của hai mày chứ sao. Chó mèn. Mày địch xe là hả? Má chó Huyền địch xe. Má Kiên trắng trắng luôn. Chó Huyền ngồi. Ôi. Nè mày địch ra nè, khí nó la tỏ ra. Chạy quay. Hai mày thấy đâu di chuyển gì đâu. Ăn cắp xe. Thấy đâu di chuyển gì đâu. Rồi khùng mày nữa. Má này này mà chạy thoát này chạy hồi lần này rớt đất chết luôn. Không có nào ăn cắp xe ngu như hàng mày chứ. Giống gì Noel nè. Chạy lại. Mở sẵn. Mở lại thôi. Má ăn cắp xe buổi trời luôn. Có hàng thứ ba vô mở giùm. Ăn cắp xe. Ăn cắp buổi trời luôn hai mày. Rồi được nè. Má xuống dưới luôn giờ.